À, để Thơ hướng dẫn cho các chị nha, mặc dù hôm bữa là Thơ có một cái video mà Thơ Thơ xong cái lá xô thơm khi mà Thơ tặng cho các chị nè, là cái cách mà xong hôm bữa mà Thơ xong cái hôm mà giao thừa tích tay á mọi người. Tuy nhiên á, là đây là trong cái phòng thờ ở nhà của dì Thơ, thì cái gói này là của dì nha mọi người, chứ không phải là gói của Thơ đem qua nha. Nói chung là với những ai mà biết về lá xô thơm á, thì họ rất là thích vì cái khả năng mà để thanh tẩy trong không gian, trong gia đình của mình, và cả thanh tẩy bản thân nữa, để mà nó có thể xua trừ đi những cái nguồn năng lượng xấu á mọi người. Thì năm nói chung năm mới này, lý do Thơ tặng cái lá xô thơm này á là tại vì ý nghĩa thanh tẩy của nó, thì năm nay là một cái năm mà có rất là nhiều vấn đề liên quan đến tinh thần, đến tâm linh á. Đây mọi người, thì mỗi lần á, mình đốt á nha, thì mình có thể đốt ở trong những cái dụng cụ để đốt như thế này nè. Hôm bữa thì Thơ xong trong cái này. Cái này là cũng của dì Thơ chuẩn bị cho Thơ á mọi người. Còn cái này á, là mỗi lần mà dì lên trên này để đọc kinh, hoặc là mỗi ngày, cái này là dì xong mỗi ngày luôn. Cho nên là dùng rất là ít nha. Thí dụ như nè, một cái nhánh như thế này nè, một cái bó như thế này là Thơ tặng mọi người cái bó to nhất luôn á mọi người. Là khoảng 130, 120, 130 g. Thì mình có thể bẻ những cái cọng bỏ vô đây ha. Những cái lá này lên nè. Mỗi lần đốt là đốt một ít à. Tùy cái không gian của mình rộng hay hẹp thì mọi người quyết định là mọi người đốt bao nhiêu nhánh, bao nhiêu lá nha mọi người. Nhưng mà ý là không có đốt quá quá nhiều nha. À, cái này á thì nó sẽ không có cháy nha mọi người, nhưng mà nó cứ âm ỉ vậy đó và nó ra khói. Thì cái khói bây giờ nó sau cái làn khói đầu tiên mà nó nghe mùi khói á, thì sau đó sẽ là mùi thảo mộc nha, mùi mùi lá rất là dễ chịu. Cái mùi lá này nó nồng lắm nha mọi người, nhưng mà đều như với Thơ á, thì bây giờ Thơ nghe quen cái mùi này rồi Thơ rất là thích nó luôn. Thơm lắm. Nếu như mà ai mà quen cái mùi lá này rồi thì thật sự là mỗi lần mà nghe cái mùi lá này á, mình cảm thấy nó rất là bình an và rất là dễ chịu trong 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 người mình luôn á. Nếu như mà các chị cần hỏi thêm gì nữa, các chị cứ comment cho Thơ nha, hoặc là nhắn tin để cho các em hướng dẫn mình. Thơ cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người.